Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Vũ Khỉ có mặt ở Vũng Tàu, ở tỉnh Xá Ngọc Phật để cưa một số cái cây ở xung quanh chùa. Thì bây giờ thì anh Tùng đã leo lên đến đây rồi. Lúc nãy thì mình ra hơi trễ đó, cho nên anh leo lên trên đây rồi. Cái cây, mấy cái cây này là nó giống như nó bị gần như là gần chết rồi, nên là phải cưa bỏ hết nha quý vị và các bạn. Bây giờ thì mình mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi cái quá trình cưa cái cây này với mình nha. Tại vì cái cây này nó gần chết và nó nghiêng vào bên trong cái sân chùa á. Mấy cái nhánh này thì anh Tùng anh phải treo dây, tại vì bên dưới có rất là nhiều cây kiểng ở bên dưới. Mà mấy cây ở chùa thì mấy cây ở chùa thì rất là linh thiêng, cho nên là chùa sẽ giữ lại tất cả những cái cây nào mà cần giữ lại đó. Cho nên là mình cưa mình phải bảo quản mấy cây đó, tránh nó ra, không để bị gãy nhánh hay là gãy cái thân. Thì hôm nay thì anh Tùng anh leo lên cưa cái cây này thì anh cũng sử dụng cái nón bảo hộ. Cái nón này thì khá là xịn sò nha cả nhà. Có cái mặt lưới phía trước để che bụi, rồi có hai cái ốp tai để giảm tiếng ồn. Cây này rất là nghiêng, vỏ cũng khá là trơn. Kế bên đây là cái tràm, còn cây bên đó là mình chưa có nhận dạng được cây gì nữa, như là cây sà cừ hay là cây phượng gì đó cả nhà. Bây giờ thì anh Tùng mình sẽ leo ra phía ngoài cái nhánh nhỏ phía ngoài, có thể là anh sẽ cưa nhánh nhỏ. Mình không thấy anh nắm sợi dây theo. Cái cây này là cây phượng nha cả nhà, mình thấy nó khô rồi. Cây này thì để chắc cũng không có sống nổi đâu, tại vì ở đây cái khí hậu ở đây nó rất là khắc nghiệt luôn, rất là khô và nóng nữa. Cái nhánh nó mục, nó rớt xuống, nó bể nát hết. Cái nhánh này nó mục trơn rồi. Hôm nay thì anh Tùng và mấy đệ tử đến đây để đa số là cưa mé nhánh, phân cái đọt của những cái cây nào nó còn tươi tốt, rồi những cái cây nào mà nó khô á thì sẽ đốn luôn nha cả nhà. Trời, lúc này nắng cũng khá là gắt nha cả nhà. Ở đây là
thác đá. Mấy cái xe chạy phía ngoài là đang khai thác đá. Đây là Cường, đệ tử của anh Tùng nha cả nhà. Bị mai cái mai bị đâm đưa đâu về đây hay vậy đi dò cái dò đó vô cho đó hai ba qua cái nữa thả được rồi. Dạ dạ để cho nó hút luôn cái. Cây này thấy gì chứ lâu năm. Cái vỏ nó mỏng dánh luôn. Cái lỗi nó lỗi nó tới ngoài. Mạnh luôn. Này lấy gỗ làm gì hả? Giấy hả? Làm bao bì. Bao bì hả? Nó sức cái lỗi thiệt chứ. Cây mấy cái cây mà lấy gỗ thì phải cưa dài dài chứ không có cưa ngắn như cưa củi thằng kia nha cả nhà. Rồi, anh Tùng mình để hạ cái cây đó đặng tiếp tục cưa cái cây này, cây phượng. Cái này là cây phượng. Còn cái cây mà phía bên anh Tùng anh ngồi là cây tràm. Cái cây tràm bên đây là nó cũng gần như chết khô rồi. Anh Tùng anh chuẩn bị treo một cái nhánh phía ngoài, nhánh hình như là nó nằm trên cái hàng rào á. Đó đó, nhánh rất là dài luôn. Với đây anh Hiền anh đang treo dây này. Cái dây này là dây treo nha cả nhà. Nhánh nhỏ mà dài. Mấy cây tre cũng phải mình phải giữ nó cho cẩn thận, không có để bị gãy mấy cái nhánh. Tre này là nó thuộc nhóm với cây cỏ cả nhà, chứ nó không phải là cây. Thường người ta gọi là cây, nhưng mà tre nó là cỏ đó, chứ không phải là chung họ với mấy cây này. Lúc nãy anh tận dụng cái cây phượng á để anh treo một cái nhánh của cây tràm để anh cưa cho trống.
lên cái cây tràm này nè. Rồi có một cái sợi dây ở phía bên phía phượng tràn qua. Để xem là cộng với anh hiện đang tính toán đây cưa như thế nào nha nha. Có phải là sẽ sử dụng cái cây phượng ở đây để treo nhánh của cái cây tràm bên đây. Thì cái cây phượng thì cái nhánh nó cao hơn và nó lớn hơn. Anh Hiền, anh mình thấy anh Hiền anh đang buộc dây một cái nhánh trên cái hàng rào. Anh Tùng đang đứng chờ bên đây nè, có lẽ là sẽ tận dụng để cưa cái cây tràm bên đây trước. Rất là to luôn á, này giống như nguyên cái đọt của cái tràm, nhanh hồng tới dưới hàng rào luôn. Thank you.
lên dây điện luôn. Cái nhánh nó nhỏ cho nên đồng mình cho nó rớt lên dây điện luôn. Giờ là đang đứng trên hàng rào để ăn cưa nha cả nhà. Thì cái cây là nó nằm sát với cái hàng rào luôn, cả vô trong cái vách tường luôn. Cây nằm phía ngoài nhưng mà anh sẽ cho ngã vô phía trong. Kim vô cây luôn, cây sắt. Này là hạ gốc luôn hay là chở luôn? Dạ. Nó nổi cái đà đường lên. Sập cái cây nó mạnh lắm, nó nổi.